Xin chào cô chú anh chị và tất cả các bạn trở lại với kênh Phan Cảnh Vlog. Thì hiện tại Cảnh đang có mặt tại mộ của Nam Linh nha. Thì có một chị tính viếng mộ cậu cả nhà. Xin chào cô chú anh chị nha. Hiện tại giờ có một chị vô viếng cậu Năm Hữu Linh. Đó là trải nghiệm của chú anh chị. Ở phía ngoài thì rất là đông người vô viếng cậu. Đây hả? Dạ đây cô. Đó, nhang bên đằng nè cô. Quá tuyệt vời. Thì có mấy đoàn người đến viếng mộ cậu đó nha. Có đông cả nhà. Trên mộ cậu rất là đẹp, những chậu hoa mộ cậu. Sau khi cọc nha xong mình sẽ trò chuyện với chị nha cô chú anh chị. Chị ở gần đây không chị? Cũng ở Bình Dương luôn. À, chị đưa viếng lần này là lần thứ mấy rồi chị? Không có chỗ đâu. Chị đi trong này cũng chị Hoài Linh là một trong những chị Vũ Linh à, chị Vũ Linh thì nhưng mà đã trong lòng mọi người rồi, nhất là những người mà yêu thương cải lương thì em cũng là một trong những người rất là yêu thích những cái giọng ca của nghệ sĩ. Chị nhiều máy quá làm em ngại quá, em rung hết, okay, quên hết chữ luôn. Hiện tại ở đây có ba chị và viếng mộ. Hôm nay chị lên với ai rồi vậy chị? Wow, đi với chị gái. Có vẻ như chị có thể là làm quản lý hay là làm giám đốc cái gì á anh Hưng ha. Hưng có thể là nào hỏi chị là công việc gì không? Là một phần nào giám đốc thì quản lý dùng. Một khi là à, chủ doanh nghiệp à. Ai đẹp vậy ta à, có chị khán giả đến viếng mộ nghệ sĩ Du Linh à, chào 500 người đang coi ai nha mọi người à, là khán giả đang xem nhân đây là dẫn dân tỷ dân năm coi chiều cả nhà. Dạ không, em nói là đứa này. Dạ không thì nói chung là tại có người nhà cũng mới vừa mất các nghệ sĩ trước nghệ sĩ 2000 cũng thường xuyên đi lên đây. Em nghĩ là chồng chị rất là ai mộ cậu Năm Vũ Linh ha. Dạ đúng không? Dạ. Không biết là chị muốn có một tấm hình của cậu Năm làm kỷ niệm không? Hiện tại thì có cái mấy tấm hình phát miễn phí cho khán giả đến viếng mộ cậu Năm hết. Dạ, nếu vậy thì quá tuyệt vời. Đó là tuyệt vời ha, vậy chị chạy em chút xíu nha. Dạ, dạ rồi mấy anh có thể là phỏng vấn chị. Rồi, chị tới từ chị, rất là dễ thương cô chú anh chị ơi. Vừa dễ thương vừa hòa đồng nữa. Vừa đẹp nữa. Kim Liên vừa đẹp vừa giỏi nữa. Đẹp vừa giỏi với Giang nữa là chủ một hay nữa. Nhân nhân rồi. Wow, hay nữa. Nhân rất là đẹp. Ừ gì chị hát ra tặng cho mọi người một cái câu gì đó đẹp và từ gì đó. Đó. Dạ. Tiếp gì đó. Dạ. Dạ ok. Chị tên gì chị? Chị tên gì chị? Có anh chị. Hay để chị hát lại. Chị hát đi rồi hỏi tâm sao? Hai tấm hình cho hai. Ồ, xin chào quý vị nha, có hai vị danh nhân ở Bình Dương
đến đây biết không? Cảm ơn anh nha. Dạ. Đây cũng được hát nữa nè. Doanh nghiệp mình ở Bình Dương á chị. Dạ đúng rồi. Vậy giờ hát cao cổ ha. Dạ chị hát. Đó nha. Dạ. Điệp ơi mai lên trướng thành đô nhà xe rực rỡ. Xin đừng quên bến đò xưa con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dò mong chờ. Quá hay. Hay quá chị đò ơi. Đò một câu giọng cổ thôi ạ. Quá tuyệt vời luôn. Rồi rồi. Quá hay rồi chị ơi. Dạ rồi. Đèn cất tiếng. Dạ rồi, cảm ơn những tấm hình. Hay dữ nữa. Dạ. Mọi người cũng muốn chị áo đen cất tiếng hát lên cho mọi người nghe. Dạ. Cảm ơn anh nha, cảm ơn mọi người. À, về cái giọng hát thì chắc em không hát được rồi. Em sợ em hát cái tự nhiên điện thoại nó tắt nguồn. Dạ. Không biết là mình sẽ qua thành Bình Dương hay là thành phố chị? Dạ em ở Bình Dương mọi người. Dạ. Quá đẹp luôn cái gì ơi. Quá đẹp, quá tuyệt vời luôn mọi người ơi. Vừa giỏi mà vừa đẹp nữa. Đã bùi duyên để cho hai chị em được lên sóng. À, cũng có duyên giống như ngày mà cho ông nghệ sĩ Vũ Linh ở đây là vô tình ngày đó Thương cũng đi ngang ở đây và Thương có tắt vô ngày hôm đó. Và ngày hôm nay đến đây Thương lại bất ngờ tại sao thời gian đã qua lâu quá rồi mọi thứ diễn ra như ngày hôm đó để mới thấy được cái giá trị của người nghệ sĩ cho đời những cái gì tuyệt vời nhất. Mọi người không hề quên những cái mà anh ấy đã cho cuộc sống này, đó là điều rất là tuyệt vời. Thương cũng rất là cảm động ngày hôm nay Thương lại tắt vô đây để đốt thêm một nén nhang nữa. Wow. một cái ca lời chia sẻ rất hay. Rồi, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời nha. Thương xin tạm biệt ở đây. Dạ. Rồi chúng em cảm ơn chị rất là nhiều ha. Chúc cho hai chị nhiều sức khỏe cũng như. Đưa hai chị lên xe luôn. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người. Rất xinh đẹp nha. Rồi đi nè. Thì cả nhà ơi, hai chị đến đây viếng mộ cậu Năm Vũ Linh xong thì hai chị cũng chuẩn bị lên xe về cả nhà ơi. Thì phía bên ngoài thì có rất nhiều là cô chú anh chị đến đây viếng mộ cậu Năm cả nhà. Em quay cho cả nhà xem nè. Tại vì cũng có một khán giả tại nhà. Thì nếu mà mình có nhu cầu thì em sẽ nhờ người dẫn em lại. Dạ. Rồi các anh chị cũng đến viếng ha. Đến đây thì 15 mét thì dạ cả nhà ơi, thì em xin kết thúc video đây cả nhà ơi. Hẹn cả nhà ở video kế tiếp. Thì em sẽ quay vòng quanh mộ của Năm một vòng nữa cho cả nhà xem được em mới thúc video luôn ạ. Nhóc ghế vườn liên ngắn ngắn không? Bây giờ thì được qua và ghép lại thì nó kỳ.